Hello và xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với một cái clip khác của Tết Tay Gấu. Và ngày hôm nay Tết Tay Gấu sẽ mang đến cho các bạn một cái clip nữa và chúng ta quay lại với du học thôi. Và cái clip này Tích muốn giới thiệu về một cái phòng mà Tích rất thích ở trong trường University of North Alabama của Tích. Cũng như là cái clip này xin gửi tặng cũng như xin dành một cái phần đặc biệt gì đó cho những ai sắp học ở trường University of North Alabama. Và cái khu căn phòng mà Tích muốn nói đến chính là căn phòng The Cell, một trong những căn phòng rất là hiện đại trong trường của Tích. Chúng ta bắt đầu nha. Chào mừng các bạn đã đến với căn phòng The Cell của University of North Alabama, hay còn gọi là trường Đại học Bắc Alabama. Đây là một trong những căn phòng, nói chung là căn phòng nó mang tính chất hiện đại một tí, cũng như trong căn phòng này nó sẽ hỗ trợ tất cả những cái gọi là kỹ thuật dành cho những cái ngành của các bạn đang học. Và chúng ta sẽ đi xem nhé, trong này chúng ta sẽ có gì. Cái phòng xanh thì những ai mà học về những ngành nhiếp ảnh hay điện ảnh thì chắc cũng biết phông xanh để làm cái gì, đúng không? Thì phông xanh nó hỗ trợ cho mình trong những việc quay phim cũng như là cắt ghép hậu kỳ các cảnh gì đó. Thì thường á là nó sẽ để đây, nhưng mà đôi khi là khi mà các bạn muốn cần á thì các bạn có thể vô đây các bạn quay, hoặc là có thể là mang đi đâu đó chúng ta có thể mượn thư viện để mà quay. Thì trong đó nó cũng hỗ trợ những cái đèn. Đây là những cái đèn mà Tích nói tới. Những cái đèn backlight, softlight, keylight, cái kiểu thì tùy vào cái cách đánh đèn thì chúng ta sẽ có những cách đánh đèn khác nhau. Thì nói chung là thư viện sẽ hỗ trợ cái đầu tiên cho những ngành về gọi là phim ảnh. Ban đầu đây là một trong những cái mà Tích rất là khó hiểu, thì lúc đó là Tích mới xem đó là cái chỗ gọi là ladder cutter. Thì ladder cutter đó là gì? Ok, đây là một cái miếng gỗ. Thì trong cái miếng gỗ này sẽ có những cái mẫu tự như vậy. Và những cái mẫu tự này Dũng để làm gì? Để là dành cho cái việc mà cắt giấy thành những hình ảnh mà các bạn muốn cắt thành chữ, để ghép thành chữ. Thì theo Tích như là cái này có thể hỗ trợ cho những cái ngành giống như là dạy về con nít, dạy về trẻ con. Thì nói chung rất đơn giản thôi. Cái máy này đây là cái máy lần đầu tiên mà Tích xem. Thì đây là một miếng gỗ chữ U đi. Thì mình sẽ để trong này, và mình để một cái tờ giấy ở dưới. Và sau đó là mình chỉ có insert die ruler side down, có nghĩa là ấn cái này xuống và nó sẽ ra một cái hình. Hiện tại Tích không có giấy nên là chỉ làm tưởng tượng cho mọi người coi thôi. Thì nói chung là cái này cũng khá là thú vị. À, để lộn. Ok, và chúng ta sẽ đi thêm tiếp theo nữa. Ok, đây là một dàn máy markerboard. Thứ nhất, cái máy này là dùng để in 3D. Những ai mà học về ngành in kỹ thuật cũng như là ngành về gọi là ngành in 3D bây giờ á, hoặc là về đồ họa hay là về thiết kế nội thất ngoại thất gì đó thì chắc là sẽ rành về cái máy này hơn. Đây là một cái máy in 3D, mà một cái máy in hạng nhỏ thôi, tức là in những cái vật mà nó li tí thôi. Thì bây giờ như các bạn biết là thế giới gọi là nó cập nhật 4.0 rồi, nên là cái gì người ta cũng cần những cái gọi là thể hiện ngay trước mặt. Nên chính vì thế in 3D là một trong những cái kỹ thuật được phát triển rất là nhiều. Và cái máy tiếp theo, Markerboard Digital Thay, gọi là gì? Digitalizer, nó gọi là desktop 3D scanner. Thì theo như cái Tích biết á, là mình sẽ để một cái vật thể bên này. Đó, thì cái vật thể đây là một cái bàn xoay mà giống như bàn xoay DJ vậy đó, đó. Cái bàn xoay DJ, đây là một cái gọi là laser để quét á. Quét, thì khi mà cái bàn này quay nó sẽ quét được 360 độ vật thể. Và đưa vào một cái máy tính như vậy, thiệt ra đây là một cái máy Surface. Đúng rồi, một cái máy Surface, nó giống máy tính bảng quá ha. Một cái máy Surface, rồi sau đó là từ trong này nó sẽ qua đây tạo ra hình ảnh 3D. Trong này thì chúng ta có cả in những cái máy in khổ lớn, máy in những ai mà làm gọi là in kỹ thuật hay là in poster quảng cáo banner thì dành cho dân design, dân event này nọ, thì chắc là ai làm dân event thì chắc cũng sẽ biết. Những hay đi in đó, thì có những cái máy in rất là to khổ đại như thế này. Thì trong này thì có hỗ trợ in những cái như là khổ lớn cũng như là dành cho những cái ngành thiết kế, để mà khi mà các bạn làm đồ án thì các bạn có thể là bảo vệ luận án trước cuối kỳ. Gì nó kêu rồi đó. Thì trong phòng The Cell này thì nó cũng có một tí về giải trí, nó cũng có một tí về gọi là hỗ trợ cho các bạn học về ngành nhạc như đàn piano. Thì cái này là đây là một cái đàn Yamaha mà Tích nghe, Tích có thử thì cái tiếng nó rất là hay, mặc dù là Tích không biết piano, nhưng mà cái này là piano điện đó. Thì thật ra là mình có những cái phòng để mà hỗ trợ riêng cho nhạc cụ nữa. Ngoài trong này thì nó hỗ trợ một cái đàn piano điện đó.
Thật ra nó đơn giản vậy thôi chứ không có, gọi là cái gì cầu kỳ quá hiện đại lắm. Nhưng mà nếu mà so với một số nơi thì nó đã là hiện đại lắm rồi đúng không? Và qua tiếp theo chúng ta sẽ cũng sẽ thấy một cái máy mắc robot, nhưng mà cái máy này lại dùng là máy mắc. Nhìn cái dàn máy mắc giả ha. Thì cái máy mắc cũng như thế, sau khi mà quét 3D xong thì chúng ta có thể qua đây để mà chúng ta in. Thì in cái này á là nó sẽ khổ to hơn. Như là các bạn có thể thấy là hiện tại chúng ta có những cái mẫu hình như vậy, tất cả đều là 3D hết. Những ai mà chưa biết in kỹ thuật 3D á, nó là gì á, thì đơn giản vậy thôi. Thì để giải thích một tí, cái máy in này á, sau khi mà được truyền hình ảnh vào thì nó sẽ tự động là nó in ra theo cái khuôn hình mà người thiết kế đưa ra. Thì nó sẽ sử dụng cái những cái công cụ đốt, những cái công cụ laser, quét laser để mà đốt những cái dây như vậy. Những cái dây này hình như là dây nhựa đúng không? Dây nhựa. Và từ những cái nhựa đó nó sẽ chảy ra thành những cái hình. Nó sẽ làm theo từng lớp. Nó làm từng lớp, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7. Từ đó để ra một cái hình rất là to như vậy. Thì ở Việt Nam bây giờ là cái in 3D nó rất là hiện nổi tiếng luôn á. Nó rất là gọi là được ưa chuộng trong những ngành gọi là nghệ thuật, gọi là nghe nhìn, hay là những ngành gọi là thiết kế nội thất. Là tại vì trên Facebook của Tích cũng có quen một anh kiến trúc sư. Thì cái anh kiến trúc sư đó là khi mà ảnh mà đi giới thiệu nhà cho người ta, ảnh lúc nào cũng in ra một cái bản 3D thành những cái nhà rất là đẹp và hoành tráng để cho gia chủ thấy trước cái nhà của mình sẽ như thế nào. Ở đây thì cũng trang bị những cái bàn học nhóm. Thì trong này nó cũng là một cái nơi gọi là phòng meeting. Phòng meeting thì các bạn có thể thấy những cái bàn được trang bị xung quanh như thế này. Đó. Được trang bị xung quanh như thế này để là có thể làm một cái buổi workshop. Thì hôm bữa là có một cái buổi workshop gọi là của Google ở trong này. Nói chung là đi ngang thấy rồi chứ không có tham gia. Ngoài ra trong này cũng có hỗ trợ những cái kính VR. Hỗ trợ những kính VR thì mình sẽ xem một tí nhé. Không biết mình mượn cái này về mình coi phim được không nhỉ. Thì ở trong này á, thì người ta khuyến khích các bạn vô, nên chính vì thế họ trang bị rất là nhiều thứ. Và đây là một cái kính VR. Nó cũng bình thường á. Thật ra mình không phải là style của người thích mang kính thực tế ảo cho lắm. Tại vì nó rất là nhức mắt. Kiểu như chưa quen. Chơi game thì ok, còn coi phim thì khó chịu lắm. Đây là một cái máy hỗ trợ là dán cái miếng phim. Dán miếng phim thì kiểu như là nếu mà ai mà làm về poster hay là làm về banner thì cái này là cái lớp phim để mà bảo vệ trên những cái lớp đó. Hoặc có thể ứng dụng trong những cái gì đó. Thì nếu các bạn biết về cái máy này thì các bạn có thể comment cho Tích biết nhé. Trong phòng này thì cũng có trang bị những cái dụng cụ sạc đa năng như vậy. Hôm bữa Tích có thấy một cái dụng cụ sạc của trường nào đó đăng ở bên mạng ở Việt Nam á, thấy nó cũng hơi cầu kỳ một tí. Thì cái này là đơn giản hơn, một cái phiên bản đơn giản hơn, rất là nhiều cháu luôn. Ok, và đó là căn phòng The Cell của trường University of North Alabama. Với cái clip này á, thì Tích muốn gửi đến các bạn tân sinh viên cũng như là các bạn sắp làm sinh viên, sắp sửa đi du học qua bên này, thì các bạn có thể biết rằng là ở tất cả các trường đại học đều có hỗ trợ những căn phòng trang thiết bị như vậy để giúp cho các bạn có thể là phát triển hơn về những mảng kỹ thuật, cũng như là có thể có nhiều cái công cụ để giúp cho cái công việc học tập của bạn nó được thuận lợi hơn, nó được hiện đại hơn. Và ngay cả ở trường University of North Alabama cũng vậy, trường đại học Bắc Alabama của mình cũng vậy. Với những ai sắp đến đại học thì các bạn cũng có thể mường tượng ra rằng là trong thư viện chúng ta có một căn phòng như vậy. Và ngoài ra thì ngoài căn phòng The Cell này thì chúng ta còn có những căn phòng khác như là phòng media, phòng group meeting, group study, silence room, là căn phòng yên tĩnh để học, rồi những cái phòng như là media recording, phòng podcast recording, là những cái phòng để mà thu âm. Đó, thì trên đơn giản đây là một ngôi trường vừa và nhỏ, nên chính vì thế là những trang thiết bị nó cũng được trang bị theo kiểu vừa và nhỏ. Ok, nhắc đây là một cái căn phòng mà nó mô phỏng theo một cái gọi là một cái mô hình mà làm việc của những cái doanh nghiệp mà phần mềm á, ở nơi mà người ta có thể ngồi chung với nhau và bàn với nhau về một những cái task nào đó để hoàn thành những cái sản phẩm. Cho nên là nghĩ là cái căn phòng The Cell này là như là một cái căn phòng mà tạo ra những cái ý tưởng, những cái sản phẩm hay cho sinh viên của uni. Ok, và tuần sau Tích sẽ có một người khách mời, Tích sẽ mời một bạn khách mời để làm một cuộc phỏng vấn nho nhỏ để các bạn có thể hiểu hơn về cái hành trình du học cũng như là cuộc sống du học của một du học sinh như thế nào nhé. Và not lazy, be crazy. I'll see you guys next time. Woo!